Angela Baby bị chê hết thời khi đóng phim với đàn em kém nổi tiếng. Từ ngày tuyên bố muốn tách rời sự nghiệp ra khỏi Huỳnh Hiểu Minh, sự phát triển của Angela Baby không còn như trước. Hơn một năm qua, cô không được săn đón ở lĩnh vực phim ảnh như trước. Ngay cả thế mạnh của Angela Baby là thời trang và sắc đẹp cũng yếu thế trông thấy so với dàn tiểu hoa còn lại. Mới đây, những hình ảnh Angela Baby xuất hiện bên Lại Quán Lâm và Kiều Chấn Vũ lan truyền trên mạng. Có thông tin rằng, hai anh chàng này là nam chính và nam thứ cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình mới của Angela Baby. Nhiều cư dân mạng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi thở dài, tài nguyên của Angela Baby đã xuống cấp quá rồi. Đa số mọi người nhận định, những nam minh tinh đã từng hợp tác với Angela Baby đều vô cùng nổi tiếng. Lại Quán Lâm và Kiều Chấn Vũ có độ nổi tiếng không cao, lưu lượng cũng lép vế, độ hot của họ không so được với Baby. Kiều Chấn Vũ nhận được nhiều hảo cảm của khán giả, hình tượng đẹp và kỹ năng diễn xuất không tệ, tuy nhiên không có tác phẩm đột phá giúp anh bật lên. Trong hầu hết các bộ phim, anh chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Còn Lại Quán Lâm chỉ là nam ca sĩ kim diễn viên mới, tài nguyên cũng rất kém. Hãy nhìn lại những nam nghệ sĩ mà Angela Baby từng hợp tác trong năm 2019, đó là Hoàng Hiên, Đặng Luân, Trung Hán Lương. Sự đối lập với hiện tại đã quá rõ ràng. Vì vậy, trong mắt người hâm mộ, tài nguyên của Angela Baby đã thực sự sa sút đến mức cô cần phải hợp tác cả với những người chân ướt chân ráo bước sang lĩnh vực diễn xuất như Lại Quán Lâm. Tại sao Angela Baby lại sa sút như thế? Cần phải nhìn lại cả quá trình. Năm 2011, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lần đầu tiên công khai chuyện tình cảm. Sự kiện này làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời nàng tiểu hoa ở một mức độ nhất định. Mặc dù Angela Baby có được ngày hôm nay phần lớn nhờ sự vất vả và phấn đấu, nhưng không thể phủ nhận sự thật là sau khi công khai chuyện tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của cô mới thực sự thăng hoa. Angela Baby trở thành nàng tiểu hoa đứng ngang hàng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh. Có thể nói sau khi công khai chuyện tình cảm, tài nguyên của Angela Baby tốt đến mức đáng ghen tị. Cô nàng liên tiếp được nhận các tác phẩm lớn. Năm 2014, Angela Baby trở thành thành viên chính thức của chương trình Keep Running, chiếm được cảm tình của đông đảo mọi người. Năm 2015 là thời kỳ đỉnh cao của Angela Baby vì trong năm này, nữ diễn viên kết hôn cùng Huỳnh Hiểu Minh. Ngay sau đó, các tài nguyên điện ảnh và truyền hình chủ động tìm đến nữ diễn viên. Các xe lúc đó của nàng tiểu hoa đáng lên tới 80 triệu tệ, gây xôn xao dư luận. Song đối lập với tài nguyên và sự nổi tiếng của Angela Baby chính là kỹ năng diễn xuất mờ nhạt của cô nàng. Điều này khiến rất nhiều người cho rằng Baby không xứng đáng với cái danh diễn viên. Khoảng năm 2017, sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh xuống dốc, các phim anh tham gia đều không có kết quả tốt, nguồn lực lại bắt đầu bị thu hẹp. Lúc này, Angela Baby vẫn còn nhiều tài nguyên và độ phủ sóng cao. Song khi ở đỉnh cao sự nghiệp, quan hệ vợ chồng của nữ diễn viên gặp nhiều đồn đoán rạn nứt. Năm 2019, hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh cẩn thận nâng váy cho vợ, nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng của Angela Baby, khiến người xem cảm thấy thương cảm cho nam tài tử. Dường như địa vị đã thay đổi, Angela Baby không còn coi trọng chồng mình. Song sau năm 2019, Angela Baby bắt đầu sa sút. Sau khi hợp tác với Đặng Luân, nữ diễn viên không nhận được phim mới. Kỹ năng diễn xuất của nữ diễn viên bị chê lên chê xuống. Năm 2020, Angela Baby có tác phẩm Cao ốc chọc trời và cảnh khóc được xem là diễn xuất xuất thần của nữ diễn viên. Tuy nhiên, điều này rõ ràng là không đủ, thậm chí cô nàng còn bị tố mua bài lên Hot Shots.